Sau khi Hà Nội triển khai chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn, đêm ngày 23 tháng 7, đội cảnh sát trật tự công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông đã tổ chức tổ công tác phong tỏa dừng hoạt động kinh doanh của trung tâm giao thương 365, chợ 365 tại quận Hà Đông, không để người dân di chuyển ra các tuyến phố xung quanh để buôn bán. Ngoài ra, các lực lượng đã tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm như xe đi vào phố cấm, kiểm tra các công trình vi phạm, đổ trộm phế thải tại khu công viên cây xanh và thể thao. Qua ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, trong đêm ngày 22 và 23 tháng 7 cho thấy, đội công an trật tự quận Hà Đông phối hợp với công an phường Hà Cầu đã tổ chức thành lập 3 chốt trực và duy trì cắm chốt xử lý các vi phạm về an ninh trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn các phương tiện vận chuyển hàng hóa nông sản thực phẩm về khu chợ đầu mối theo đúng quy định, không để cho các tiểu thương tụ tập họp chợ. Đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hà Đông cho biết, điểm chợ 365 là đầu mối giao nhận lượng lớn hàng hóa từ nhiều khu vực trong thành phố. Hiện một số tiểu thương chưa nắm được thông tin dừng hoạt động chợ nên công an chỉ nhắc nhở. Những ngày tới, lực lượng sẽ tiếp tục chốt trực để hướng dẫn, nhắc nhở và xử phạt để tiểu thương tuân thủ tuyệt đối các quy định trong phòng chống dịch của thành phố.